Ê cu cái gì bên kia kìa. Đây là cái gì đây, quả xoài kìa, xoài to kìa chị Tám ơi. Cái kia khoan là thằng kia đâu là xoài là phải 2 cân xoài kìa. Khoai lang hay sao ấy? Trông quá tiền này. Vãi. Chị Tám ơi. Ở đây họ bán cả hoa này thiếu này. Này thiếu mua mấy cái ớt không đấy? Ớt này hoa này. Đây đây khoai hay cái gì đấy nhỉ? Cái này là cái này gọi là củ đậu. Họ bán cái gì, họ treo lên cái đó đó. Họ treo lên thì kìa, họ treo lên cái kia củ tư. À cái củ tư đâu? Trên củ gì ạ? Sống như thế. À xô. Cái này là bán khoai môn. À đây là khoai môn à? À hả? Để mua môn lên trên tóc kia đó. Đây bán củ. Có mua đâu mà vẫy vẫy. Chào bạn. Dứa dứa. Trông ở đây là bán à. Họ đi từ 4 giờ. Sao là trong kia kìa. Chờ trong kia kìa. Đây này, bên này họ đang bán bú sữa này. Ôi cái bà kia, bà sau thuyền của bà ấy ra trồng chành ấy. Đây này, bà ở giữa này. Không kinh quá nhỉ. Máy thôi. Ôi cẩn thận có đâm vào bà ấy. Ôi sao sợ thế, sao nhìn sợ thế. Máy thôi. Ghê quá. Máy cơ. Bán đây, bán thảo đây. Bán cái này khổ nhỉ. Hello.
quá mặn mà được. Nắm vào cái thùng ấy, thùng xốp. Rẻ mà cũng dày quá, ngọt ngọt. Đấy, tuyệt vời. Thế là ai lấy 3 cân hết này? Đấy, mỗi lấy 3 cân. 100 bạc, 3 cân. Ăn thì ăn ổn luôn. Mang lên cho bác sinh nữa, giờ vừa đi tối mỗi tối này Long An lên để lạnh ở trên cái này, mang không được cho bác sinh mang cho bác không được, mang cho bác sinh. Này có mua gì không này đây này, xoài to không kìa, à ha, thì là họ ngóc ngóc vào cái lốt này kìa, à xô. Đây này, trong này mới là chợ này gì ông ơi. Này, đi kìa chợ trong này kìa, gì nhìn chưa. À, tao uống sữa hay nhỉ? Sao? Đi không thử? Thì nhìn những kiểu giống quả, cái quả thị nhà mình nhỉ chị nhỉ? Em nhìn em tưởng là quả thị ý nhỉ? Cái xoài kia là xoài chua hay xoài ngọt đấy ạ? À đấy, như hôm qua kia, như hôm qua mình đi vào cái vườn đấy, hôm kia nó bảo là cái phải 3, phải lên 3 kg 59 này. Cái đấy mua rồi. Thì ông mua thử ký đi, mua sữa gì thì ăn bú sữa đấy. Có cho, có cái cho bác cái thử à? Những quả xoài to nhỉ, trà đá này, chè đá này, không mua thì chịu nhìn à, bái bây giờ gì thì đang định cân thì gì đâu, không mua nữa đây, ta hỏi cho không mang ra bắt đâu mà mua, ra bắt mang được, đây là sau này. Này là sau này nhãn ngon không này? Nồng chưa? Chưa nổi, cũng cứ thế này. Đeo tây nổi. Đeo lắm nhỉ? Bẩn cái trà ấy nhỉ, nhưng mà bẩn nhỉ, nhắc bẩn nhỉ. Ôi má ơi, nhãn nữa kìa, nhãn nữa kìa, dì Hồng kìa, mua nhãn nữa không kìa, dì hỏi nhãn bao nhiêu một cân kìa, hỏi nhãn đi bao nhiêu, măng cụt. Thôi mua rồi, thôi không mua nữa đâu bà. Ủa nhãn này to lắm nha dì Hồng ơi, nhãn to này. Nhãn của bà này to phết này, tươi phết này. Nhãn bao nhiêu một ký đi bác? Nhưng mà mua rồi, vừa mua bao nhiêu trong này rồi. Nhưng mà không xách được quả. Muốn mua tất chỗ này nhưng mà chả xách được ý. Đây thuần mấy bà già đi có sách được đâu. Thôi cô đừng cho ăn nữa cô ạ. Tại không có mua.
Này cơm này thì có ăn cơm không kìa, cơm hay cái gì không? Đây này, bún riêu này. Kìa bác Tám gì Hồng ăn bún riêu không kìa. À, bún riêu. Em không ăn đâu nhá. Úi dồi, bánh bao này. Không, không ăn bánh bao ạ. Cái trắng là nhân gì đấy ạ? À, nhân thịt thì bánh xanh là nhân gì ạ? À, là dứa. Cho em cái xanh nhé. Một cái ạ. Đây, 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 mọi người ăn bún riêu à. Bác Tám là trả tiền em với. Chị có ăn nhân thịt không? Bao nhiêu tiền nào chị? 10.000. Không, em ăn thịt ạ. 10.000, chị có 10.000 à? Riêu có 10.000 không? Không có 10.000 hả? Đang chụp. Không, 10.000 quá hả? Bác Tám không có à? Thôi, thôi, đi Hồng ạ. Đây, đây, đây. Kìa, bác Tám ăn đi kìa, em không ăn. Được chưa? Này, riêu này. Okay. Thôi thì Hồng ơi, bác Tám đưa rồi. Đây, bác Tám, đây có bác Tám đây này. Ăn ớt đâu? Bác Tám có ăn ớt không? Sữa đậu nành lòng uống không? Không, 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 em uống sữa đậu nành này. Cho em một cốc cam đi. Nhưng mà ít đá nhá, không không nhiều đá đâu nhá. Ít nước cũng được không sao, nhưng mà không có uống nhiều đá rồi viêm họng sợ lắm. Tao không ăn được quả. Này mũ này không được. Không. Đây đưa cua đấy á? Đây 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 cua. Cho cua à? Đây em có chứ, mẹ ăn đi mà lấy cái tê để đưa cho ai cua thì đổ đi. Bao nhiêu cốc nước cam hả chị? 20.000 ạ. Cái gì 20.000 á? 20.000. Chị uống không? Không. Mà thôi đừng cho em đá, ít nữa ít nước cam được không sao đâu, nửa cốc cũng được, không không uống đá đâu. Tại trưa sáng lại uống đá sợ viêm họng lắm. Ở đây có dừa dứa nha. Dừa hôm có dứa. Rồi ok này cũng được. Không không uống được đâu, không uống được đâu. Ok em cảm ơn nhé. Món gì đấy bác Hồng? Bún riêu à? Ngon không? Không em không ăn. Này mà mình bao rồi. Kìa chị uống sữa đậu lành gì không? Chị uống sữa đậu lành không? Ngon à? Cái trong này ngọt mà. À, phát biểu cảm tưởng cái Mộng Thị Tám. Mộng Thị Hồng phát biểu cái. Ước mơ chợ nổi đã được thực hiện nhé. Ước mơ chợ nổi đã thực hiện. Uống riêu cua. Này này, ai? Dậy 5 giờ sáng mà đi chợ. Chợ thật. Đấy. Bà bán riêu cua này có vẻ đắt hàng nhỉ? Thấy nhiều người ăn nhỉ? Bao nhiêu một bát này chị?
Đây chỉ bán mỗi sữa đậu lành với cả các loại nước đúng không? Bán có nước dừa này. Bán chai nước gì chị ơi? Chị ơi, cho ba cái chai nước trắng. Nước trắng à? Nước trắng là gì bán? Một chai nước trắng chị ạ. Một chai nước trắng. Dạ. Bao tiền chị? 10.000. 10.000, 10.000. Em gửi tiền. Bà bên kia còn bán gì nữa chứ? Nồi bún bà này to thế đấy nhỉ? Bà này đắt hàng ghê nhỉ ạ? Kinh một cái nồi nước lẩu của họ to ngật ngưỡng. Đi ông làm bát nướng gì? Ăn cho nó toại nguyện ước mơ. Đến đây phải ăn 10 bát làm nhé. Phải ăn thì thôi, vào chợ ăn tiếp. Còn bánh xèo hay cái gì nữa đây? Em ăn bánh bao, chưa ăn. Ăn đi cho nóng. Chịu. Thì đằng trước họ bán bánh gì? Bánh bao này. Bà này bán bánh bao. À, bánh bao mình mua nãy là gì? Bún mắm. Bún mắm chẳng biết đâu, chịu. Hả bác ấy, bác đằng sau đang hỏi bún mắm là như thế nào ạ? Mắm đồng mà mắm cái sẵn cái lưng lên. Ta nấu ta bỏ nước tương ra nó. Như gạo không biển à. Bún bao này. Chuối gạo hú. Dạ. Cái này ngon đấy. Cô gì là bún mắm của gì là cái gì? Đâu, có gì bún mắm mà. À bún riêu cua đồng à? Sao bún riêu cua đồng sao mà đâu có gì cua trong đó. Đâu có thấy có đâu. À đây kia, đấy là gạch cái gì không? Gì cua. Nhìn cứ tưởng thịt nạc. Thế sẽ hay lại thử bắt bún mắm cái. Đây con biển nè. Em mong biển nghe lòng nhớ quê. Ừ. Có tôm mà, có tôm tép nè. Cô chú tình giới không? Họ đã đi về hết rồi. Má
thì không, họ lên nhà nổi tham quan cho nó tạo lộ. À đây, à đây mình đi lên lên ở trên đấy ạ. Lên cái thuyền này nó bán cái gì đấy hả bác? Bán nhiều lắm. Đến đây là hết rồi đúng không? Đúng không? Chỉ quanh đây rồi đúng không? Thấy bán được nhiều hoa quả đâu nhỉ? Ít. Đâu quá. Đây à. Chợ này là chợ rau củ quả. Ê ê cu sang. Chứ không phải là chợ hoa quả. Rau củ quả. Nhiều lắm. Trên mạng nó nhiều đúng không chị nhỉ? Để cho cô đều bơm lên đã. Để em vào cái khe cho em này. Đổ xuống sông. Đấy, ăn uống cái này đấy. Ăn uống thế bao giờ đấy. Bơn vẩn. Không nhìn thấy na nhỉ, thì đám nhau nhìn thấy nó bán na nhỉ. Đây là quần à? Không ạ. Ai có đổi không? Ổi không? Không còn na, không còn na. Mãn cầu. Mãn cầu ấy. À không có ạ. Thế sao thấy ngoài chợ họ bán đầy mà? À, những ngày mua hết rồi. Sáng về. Em thôi không mua gì cho hai cái đứa nhỏ này nhá. Ok. Đây cho thêm nữa này. Ô thế thôi, chết rồi, xin lỗi nhá. Hai con gái à? Thế sao bắt nó đi bán hàng sớm thế? À thế à? Trông tội nhỉ. À Hồng Xiêm đây kìa. Chị có mua không? Không mua đâu. Không biết. Ừ, ngon đấy nhiều ạ. Ngọt không? Chín quá. Hả? Bác ơi, cho nó mua cái đang bảo bác. Đâu, hộp nó ngóc vào đây rồi mà, sợ gì? Bán bao nhiêu đây? Lấy cho ba phí đi, đừng lấy khoản vũng quá. Lấy ta để ta mang ra bác. Ừ, chân tội không? Đừng lấy khoản vũng nhá. Đúng rồi, lấy nhưng mà đừng có lấy quá nhá. Thanh quá không ăn được. Nó lại không ăn được, vừa vừa thôi. Đừng lấy quả xanh quá, sẽ ăn được. Nếu mà vừa thôi. Ôi trời. Yeah, bác Hồng kia.
này thì giá 1 cho bác. Nhiều thế à? 2 túi vòng. Cho 2 túi vào. Cho thêm một cái túi nữa sợ nó đứt. Ok. Nó thấy bẩn thế. Dạ tại sóng nó đánh nước. Dạ bây giờ tức là người qua bẻ khoáng nè, qua đây bẻ khoáng này cảnh thì bẩn luôn, có nhiều cảnh thì bẩn thiệt lắm, cho nên coi là có thì bẩn cái kia luôn nha. Kêu xe con xe họ chở nó bẩn luôn. Dạ thì cái kia coi này không kêu có không biết. Thế này cũng có thêm gì đấy? Không xin phí một quan ngốc lắm. Đây là lên đây đúng không? Lên đi, mình lên đi. Đây là đi lên thế này à? Đây là trung tâm đặc sản miền. Nào, bước lên nào. Dì Hồng lên nào. Chưa? Ăn lấy đi làm thơm. Ăn gì thì có thể tí em ăn. Ăn bằng. Chị Tám ơi, con em cái mũ này ngay, con em mũ này ngay. Cứ cho em mũ này đây. Gọi vào. Cái khẩu trang đâu nhỉ? Cẩn thận nha. Bác lại ngồi đây đợi đúng không? Dạ, ok. Rồi nào, đi vào đây xem nào. Xong này là kẹo hay gì nhỉ? Đi vào đây chị Tám. Vào đây gì không ơi? Lên bảo là đây nhá. Vào đây gì không ơi? Chụp anh cái. À, cầm em quay này đi. Em quay. Chợ nổi cái răng. Nổi cái răng. Bún này bún khô này gì không ơi? Bún da này. Chị Tám ơi, sao đây bảo? Dạ nhìn những cái xe này có hay không? Mua cái này nghịch nghịch để vào. Để cho vào sushi. Tháo cái mũi ra. Tháo cái này ra này. Mình nghịch nghịch đi. Không biết được, nhưng sợ cái này nó thôi ra, sợ ăn khách nó. Đây này, cái này nó
nó có mùi dầu ấy, sợ cho vào khách ăn nó. Hay nhỉ, đây là bán cả mở bia này hay không? Này đập lưng này, đập lưng gãi gãi này. Làm cái gì đấy, cái gì đấy? Bà Tiến là bà ấy thích cái này. Lần trước mua cho ai vậy? Loại đẹp xì cơ. Hai ông này chị Tám ơi, cái này là cái gì nhỉ? Đây, 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 đây. Đầy ghép. Các loại. Làm đôi quốc đi chị Tám ơi. Chơi cái bộ này. Làm áo dài. Baby, the fucking aisle.